hiện một cái thử thách gọi là đá banh vào cái ghế. À, bắt đầu xem nào. Thực ra cái ghế này đá vào rất là khó nha. Và bây giờ đã không được rồi các bạn ơi. Và mình sẽ né nha các bạn. Không vào các bạn ơi, nó rất là khó. Không vào chữ luôn đấy. Wow. Vâng, quả rồi nha các bạn. Hãy nhớ để lại subscribe và share ở dưới phần bên dưới nhé.